Sau những chiến thắng như trẻ tre, Man City bất ngờ gục ngã trên thánh địa Anfield trong một trận đấu mà Hà Lan và các đồng đội đã không thắng được bức tường phòng ngự vững chãi của Liverpool, đánh dấu trận thứ 5 liên tiếp mà huấn luyện viên Pep Guardiola đã không thể đánh bại được thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp. Trận thua này khiến cho khoảng cách giữa Man Xanh và đội đầu bảng Arsenal đã là 4 điểm. Tuy nhiên mùa giải vẫn còn rất dài, vẫn còn đủ thời gian để Man City bứt tốc trong khoảng thời gian còn lại. Và cuộc gặp gỡ Brighton tới đây là một cơ hội để Hà Lan và các đồng đội tiếp tục thể hiện sức mạnh và sự tự tin vốn có. Bên kia sân, tân huấn luyện viên Roberto De Zerbi có lẽ đã cảm nhận được sự khó khăn của giải đấu số 1 xứ sở sương mù sau trận hòa quả cảm trước Liverpool ở thời điểm ra mắt đội bóng mới. Dù sao, vẫn còn quá sớm để đi đến kết luận nhà cầm quân 43 tuổi này thành công hay thất bại với Brighton. Nhưng trước mắt, ông cần phải mau chóng đưa đội bóng này trở lại đúng quỹ đạo. Tuy nhiên, chờ đợi họ ở vòng đấu tới lại là Man City. Và có lẽ chuỗi ngày đen tối của huấn luyện viên người Italia vẫn sẽ chưa thể đến hồi kết, ít nhất là trong vòng đấu tới đây. Man City vẫn sẽ thiếu vắng Walker và Phillips vì chấn thương. Trong khi đó thì John Stones đã quay trở lại tập luyện. Nhưng có lẽ vẫn sẽ rất mạo hiểm nếu huấn luyện viên Pep đưa anh ra sân ở trận đấu tới. Bên kia sân, Brighton không có nhiều vắng mặt nào đáng kể. Vấn đề của họ lúc này chỉ có thể là cách vận hành đội bóng của huấn luyện viên Zebri. Ông đang có trong tay một đội bóng không tệ, nhưng chưa thể thi đấu như kỳ vọng của người hâm mộ. Trong 5 trận đấu gần nhất thì Man City thắng 4 lần và để thua 1 lần trước Brighton của huấn luyện viên Potter ở lượt về mùa giải 2020-2021. Phong độ của Man City lúc này là thắng 3, hòa 1 và thua 1. Trong khi đó thì Brighton chỉ thắng 1 trận duy nhất trước đội bét bảng Leicester. Còn kể từ khi huấn luyện viên Potter tới Chelsea thì chim mông biển chưa biết tới mùi chiến thắng. Ở trận này, Man City chấp Brighton 2 hòa. Man City đang có chuỗi 13 trận toàn thắng trên sân nhà Etihad. Dự kiến trận đấu tới đây cũng không phải là ngoại lệ. Và với một hàng công chất lượng cùng Foden, Haaland và De Bruyne, tỷ lệ chấp 2 hòa cũng không phải là quá cao đối với đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola. Lựa chọn Man City ở trận đấu này sẽ tối ưu cho người chơi. Tỷ lệ tài xỉu của trận đấu là 3-1/4. Tỷ lệ chấp cao cùng với tỷ lệ tài xỉu được nhà cái đưa ra là 3-1/4. Điều đó chứng tỏ giới chuyên môn rất tin tưởng vào chiến thắng của Man Xanh. Mặt khác, The Citizen rất mạnh trên sân nhà. Họ đã có tới 23 bàn thắng trong 5 trận đấu gần nhất tại Etihad trước một Brighton đang loay hoay với sự dẫn dắt của một huấn luyện viên ít kinh nghiệm tại Premier League. Việc để Man City nối dài mạch trận toàn thắng của mình là có thể xảy ra. Dự đoán của thể thao và văn hóa, Man City thắng Brighton với tỷ số 4-0.